Ngày hôm nay gặp ai vậy Harry? Hôm nay có gia đình em tới. Gia đình em tới đây làm gì? Dạ tại vì gia đình em mới đi quay sitcom là Gia Đình Mén. Dạ thì trong đó có những cái nhân vật anh trai của em xuất hiện rồi em họ của em xuất hiện đó vậy đó anh. Là ban tổ chức mời hay là mình nhờ giả? Ban tổ chức mời chứ anh. Tức là từ đó ban tổ chức mời đúng không? Dạ vâng. Hy vọng sẽ ra về trắng tay. Mời gia đình ra đi. Vâng, mời gia đình em Tuấn Trần và Yu Rudia. Đây là Tuấn Trần thì mọi người biết rồi, còn đây là em gái ruột Harry, em gái út tên là Rudia. Rudia. Rudia biết tiếng Việt không? Dạ em biết tiếng Việt một chút xíu ạ. Và cái khả năng nói tiếng Việt của em với chị Harry thì ai giỏi hơn? Chị Harry giỏi hơn. Tất nhiên em giỏi hơn chứ. Em nói tiếng Việt được mấy năm? Tới đây thì em 10 năm hơn rồi. Còn em mấy năm? Em 3 năm rồi ạ. 3 năm như vậy là quá giỏi rồi. 3 năm rồi. Nó 3 năm là nó mới học 3 năm thôi. Nó còn đứa thế chứ nó đến giờ là còn nó vẫn còn không hiểu tiếng Việt. Anh hiểu không? Nó học tiếng Việt nó 3 năm nhưng mà nó sống ở đây á là nó còn hơn em nữa. Với lại thêm cái điều này, em thì sinh ra bên Hàn Quốc còn nó sinh ra bên Việt Nam. Có nghĩa là chứng tỏ là Harry đang giỏi phải không? Giỏi hơn đúng không? Tất nhiên, tất nhiên. Tức là gia đình mình giỏi quá. Tức là gia đình. Thì ra giờ mới biết hả? Gia đình cũng không đoàn kết lắm. Rồi, những người còn lại là ai? Dạ, những người còn lại là... Cái gì vậy? Ồ, cũng là một người hơi nhạt. Một người nào mà Harry đâu có thể chê là người này hơi nhạt vậy ta? Vâng, nhân vật đó là... Anh Huy. Sao anh xỉu vậy? Em ơi, em làm anh với Harry mệt trong chương trình nhanh như chớp chưa đủ sao? Em còn qua đây làm gì vậy Quê? Dạ, người ta kêu em qua đây làm mệt tiếp. Anh ơi, nhưng mà ở đây là chương trình khác, em nghĩ là mình có thể hy vọng được. Ráng hy vọng đi, vô duyên cũng vậy luôn đó. Em thấy lâu quá. Tôi chỉ hy vọng hai người còn lại thôi. Dạ, xin mời giới thiệu Đinh Nguyễn và Vũ Ngọc Anh. Trời đất ơi. Trời ơi, Vũ Ngọc Anh, đó, người ta là người mẫu, phải không? Vâng. Đinh Nguyễn là ca sĩ. Dạ. Mà ép đi chung vậy sao được, Đinh Nguyễn là phải đi với anh nè. Đinh Nguyễn là phải đi với anh nè. Chương trình này đứng đẹp đôi thôi. Quy là một nghệ sĩ trẻ mà dạ, chương trình nào cũng thả thính lung tung. Và cái thính đó có dính không? Không hề dính, không hề dính. Em lo cho em gái em quá. Tại vì nhiều khi em đọc tựa đề em còn không hiểu nữa. Em không biết là nó có hiểu không. Cái vấn đề không phải là em hiểu hay là em gái hiểu mà khán giả truyền hình không hiểu kìa. Julia. Em chưa hiểu anh đó làm gì. Ủa sao chương trình bớt mời người Hàn Quốc lại giùm vậy? Tức là có một viên gạch mà lót ở dưới sàn nhà đó, viên gạch bằng men đó. Cái này hiểu chưa đã? Em chưa. Hàn Quốc tiếng Hàn. Thế đi sọc. Sorry, thế đi sọc. Đi sọc chỗ. Yeah. Anh đó làm được hả? Yeah. Only one finger. Chín. Nhất dương chỉ tiếng Hàn là gì? Nhất dương chỉ. Anh là thông cả là khai nào được phụ xin đâu. Anh là super phát chọc. Yeah. Yeah. Cái gì ơi, em nói từ đầu rồi, gia đình họ thật sự không có yêu thương nhau đâu. Không có đồng kết gì mấy. Julia, đừng buồn về người chị của em. Chúc mừng, trời ơi, đâu biết gì đâu, em không có biết thiệt. Em tưởng giả đó. Đừng buồn về chị của em. Chị của em thực ra đã thay đổi rồi, không còn như ngày xưa nữa. Julia, tại sao không quay lại? Thật ra bây giờ em hối hận xíu.
hối hận? Tại sao hối hận? Em muốn quay lại. Hay là em thấy mọi người không may quay lại nên em muốn ăn 5 triệu một mình. Quá. Không có. Không có hả? Gia đình thương nhau ghê. Tuấn Trần, tại sao không quay lại? Tại vì Tuấn dành cả thanh xuân để Tinh quay phim. Anh quay phim. Lần này nếu mà không phải là tài năng thật là anh quay phim bị đuổi việc thiệt đó. Ê, lỡ anh không nhắc chồng sao? Cái đó không biết, cái đó không phải chuyện của tôi. Không sao đâu anh. Đây. Gia đình gì kỳ cục.